Bò Đuôi Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2023. Cái đầu bò thấp kem, hơi kem về trại em rất là đông. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính con bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét thấy chuộng chốt thì mới xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Để em quay tổng thể nguyên hình phần cần, phần đầu, viêm vai, thân lưng, bản đùi để anh chị xem dễ phân biệt. Rồi em báo giá nguyên cái lô bò thóc kem AB, cái lô 4 con, một cái lô 11 con, một cái lô 6 con. Là để anh chị xem, em báo giá từng lô để cho anh chị xem dễ phân biệt. Con số 1 là 3B, là giá 21.500.000. Lưng nách chà bè anh chị, không bay tổng thể anh chị xem. Từng cần, thằng đầu, viên vai, sân lưng, bản đùi. Con số 1 là 3B. Xương rất to ha. Viên vai, sân lưng, bản đùi. Con số 2. Cũng giá là 21.500.000. Con số 3 là 24.500.000. Con số 4 là 21.500.000. Con số 5 là 21.500.000. Con số 6 con số 7 là 21.500.000. Con số 8 là 21.500.000. Con số 9 là 21.500.000. Con số 10 là 21.500.000. Con số 11 là 21.500.000. Nguyên cái lô mà 11 con bò này thấp kem 3B này là 1m18. 11 con bò này có giá là 21.500.000, chiều cao của bò là 11m18. Còn nguyên cái lô phía bên đây 3 bao bê, 3 pháp kem, chiều cao của bò là 1m25 phân. Đây, con số 1, con số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Bò này bò lỡ anh chị. Bò này 9 tháng ngoài. Chiều cao của bò là 1m25 phân. Đây, xương rất là to anh chị. Xương rất là to luôn. Xương sắp còn dài ha. Còn rất là dài luôn. Bò sẽ giảm được liền được anh chị. Bò này 9 tháng rồi ha. Bò lỡ. Còn cái lô bò 21.500.000 rồi kia 11 con là bò nó 8 tháng rồi. Còn 4 con phía ngoài để em quay riêng ra 4 con ngoài để anh chị xem dễ phân biệt. 4 con ngoài chỉ giá là 17.500.000. Đây, con số 1, con số 2, con số 3, con số 4. Hai con, một con này là con ba bê kem, con này ba bê đen, còn hai trong con một háp. Bốn con bò này chỉ có giá là 17.500.000 một con. Em rất là nhà giao tận nơi cho anh chị luôn. Quan trọng là bò đẹp anh chị, bò đẹp mà nó chất lượng thôi. Tại bò nó tuyển chọn rồi, những mẹ nái lớn hình sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao. Dàn lưng, chân lưng rộng nè, bản đùi chân lưng á, chân chẳng nó rất là to luôn. Đàn đầu mặt mỏ rất là duyên dáng đẹp á. Con số 1, số 2, số 3, số 4 chỉ có giá là 17.500.000. Còn cái lô 11 con
Rồi bắt đầu từ con này, 4 con này với 7 con kia là 11 con, chỉ giá là 24.500.000. Đây, 4 con này anh chị, 4 con này với cái lô bên đây là 7 con phía đây, giá là 21.500.000. Chiều cao của bò là 1m18, 1m1, 8 phân. Chỉnh cảnh rất là to luôn, chân lưng rộng ha. Lô 11 con này anh chị bắt ra 5 số con cũng được, em sẽ cũng giá luôn là 21.500.000. Rồi anh chị có điều kiện bắt vô 11 con này thì em tính giá anh chị là 21.500.000, em sẽ nhà giao tận nơi cho anh chị. 11 con đều tương tự như nhau, rất là đều luôn. 11 con. À, 9 con bọc láp. 2 3B là 11 con. Rồi 11 con cái giá là 21.500.000. Đó, bắt đầu từ bò xám này nè. Cái xám này với bao này là chỉ có giá là 17.500.000. Địa chỉ của tại em là lộ 19 gần Mũi Ba, xã Nhận Phú Tân, nơi tỉnh Tre. Chị có thời gian đến với trại xem. Còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò em nhận qua Zalo lần lần để anh chị xem biết chốt. Trại bò em cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị tha hồ lựa chọn con giống. Lô tự bò xám nhé, bò xám đổ dài ra 4 con này chỉ có giá là 17.500.000. Giá rất là mềm anh chị. Còn bắt đầu 23 tháp này với 23B này và chỉ phía đây là 11 con, chỉ có giá là 21.500.000. Bảy con phía đây nha, bảy con phía đây, đổ dài ở đây là 21.500.000, đều tương tự như nhau, 1m18 là 11 con. Còn 4 con này chiều cao của bò là 1m17 thân. Đây, 4 con này 1m17 thân là giá 17.500.000 một con, giá rất là mềm anh chị ơi. Anh chị cũng thông cảm ấy, trong cái máy em chị bình luận với lại tin nhắn thì em không có công chuyện lô bu á, không có xem coi. Thì em lo lô bu cỏ rác quay bò này kia không có xem, anh chị cũng thông cảm ấy. Anh chị điện trực tiếp em ấy. Còn em không có xem tới thì cũng thông cảm ấy. Thì công chuyện lô bu đi bắt bò, giao bò, chở bò. Cho nên anh chị cũng thông cảm. Mấy tin nhắn em có coi nữa thì anh chị gọi điện trực tiếp thôi các em. Là qua nguyên cái lô 6 con này, 6 con này giá rất là mềm luôn. Còn lại nè, còn 2 tháng giá là 23.500.000, 6 bò lỡ. Bò lỡ 23.500.000 một con. Bang ba B, bang tháp rất là đều anh chị, tương tự như nhau, bò này 9 tháng anh chị, bò lỡ nha. Bò phía bên đây 11 con bò phía bên đây chỉ có giá là 21.500.000, chiều cao của bò là 1m1. 1m18 á. Còn 4 con kia là 1m1 7 thân. À 4 con này nè, chỉ có giá là 17.500.000. Bò quay thật xa cho anh chị kêu xem tổng thể cái hình ta ha. Giá rất là mềm luôn. Địa chỉ của tại em là lộ 19 gần Quỹ Ban, xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Chị gọi đến thì em cũng báo giá thôi vậy luôn. Chị bắt con lô này thì 11 con này có giá là 21.500.000. Rồi cuối video em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại anh chị trong video kế tiếp. Xin cảm ơn.